Video này tôi sẽ hướng dẫn về cách chúng ta debug với JavaScript nhé. Và chúng ta đều biết là debug JavaScript thì rất và jQuery thì rất là phức tạp. Và đặc biệt đối với jQuery, jQuery thì nó có những cái cú pháp rất là trong những cái thứ mà ngôn ngữ lập trình mà tôi biết thì cái cái ngôn ngữ của jQuery tôi thấy nó có vẻ rắc rối nhất rất là rắc rối nó call back function rồi nhất là nếu mà chúng ta làm với những cái jQuery Ajax chẳng hạn thì nó rất là phức tạp và debug nói chung và debug JavaScript thì nhớ rất nhiều người rất là khó khăn với những với nhiều người và đặc biệt với những cái người mới bắt đầu thì sau đây là một vài kinh nghiệm để chúng ta debug khi làm việc với JavaScript thì bên này tôi có một cái HTML chúng ta nhìn thấy không À, có lẽ cái chỗ này là tài, ta cho nó học chữ hoa đi Doctile và hình như là mọi chữ thứ là ở trong cái Trong cái HTML này, tôi đã gọi, tôi đã đặt cái tên cái file này là Fbook Và đầu tiên muốn, vì ta nhìn thấy đây là nó có Meta thì chúng ta đã có cái UTF-8 này Character Set, Script, ta có jQuery và nhớ là, và một số thứ đầu tiên là phải nói đến cách khóa một dòng lệnh ở trong JavaScript thì như thế này khóa một dòng lệnh thế còn khóa một, một 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 nhiều dòng lệnh thì ta dùng kiểu như thế này sao ví dụ cả một cái miền này chẳng hạn thì ở đây lại sao và Muốn đề búc chương trình thì nhiều khi chúng ta phải biết cách khóa các cái dòng lệnh vào, ta dạy, ta nghi ngờ cái đoạn nào thì ta khóa và cái nguyên tắc của đề búc là chúng ta phải là, uh, chúng ta phải làm lần lượt, ví dụ chúng ta um, làm chương trình nó chạy đến đâu và đúng đến đâu và bắt đầu đến chỗ nào thì sai, chúng ta phải biết nó bắt đầu sai từ chỗ nào và cái nguyên tắc là chúng ta khóa từng chúng ta, ví dụ lần lượt làm từ trên xuống chẳng hạn thế và đến chỗ nào bắt đầu sai thì chúng ta mới phát hiện được nguyên tắc của debug là phải biết khóa dòng lệnh và phải biết có phán đoán vào những cái chỗ sai và phải biết dùng cái phương tiện debug ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu cái công cụ gọi là file file bug đây file book đây này file book và tôi đang có cái phiên bản đây chúng ta nhìn thấy không file bug một chấm chấm gì đó 1.10 chấm, chấm gì đó vân vân nhé và chúng ta nhìn thấy có cái, cái con bọ hình con bọ ở đây là chúng ta có file và nếu mà chúng ta chưa cái cái cái, cái chúng ta dùng file tôi dùng firefox để để book những cái javascript và nếu mà chúng ta chưa có Firefox uh, hoặc là firefox thì chúng ta hãy uh, download firefox và file những cái này thì rất đơn giản rồi không có gì phải nói cả và một cái kinh nghiệm đầu tiên là chúng ta phải thử xem mọi thứ nó chạy có ổn không chẳng hạn script đây ừ, chúng ta chạy nó chẳng hạn chúng ta alert hay dùng chúng ta dùng alert bất cứ cứ một thứ gì ví dụ chúng ta muốn test javascript nó có chạy không chẳng hạn thì chúng ta alert ở đây chỗ này tất nhiên là phải tap vào bởi vì và để cho chương trình dễ đọc thì chúng ta phải 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 có những cái căn lề cho nó chuẩn thì mới nhìn được các cái block nó phải script đây là đi có jQuery và thì nữa chúng ta thử xem jQuery nó chạy bây giờ chúng ta thử xem JavaScript nó chạy không thì chúng ta làm thế nào refresh và chúng ta như thế này là chúng ta nó biết là uh, uh, JavaScript của chúng ta là ổn thông thường thì chúng ta sẽ không có gì, vấn đề gì với JavaScript cả nhưng mà hay có vấn đề với jQuery và như này là JavaScript ổn và chúng ta muốn thử xem jQuery có có không thì chúng ta tháo những cái khóa này ra cho tới đây cho tới cái điểm này thì ta lại khóa cái lệnh này vào như thế là ta biết là ta có JavaScript và nếu mà muốn biết là chúng ta có jQuery có hoạt động không thì chúng ta lại mở ra cái này tức là chúng ta để xem là jQuery có đúng chưa có thiếu chưa có cài đặt đúng không hoặc là Uh, đường dẫn có đúng không thì chúng ta phải dùng cái này để xem jQuery nó có hoạt động không nhé và refresh và ta thấy là như thế này có nghĩa là jQuery nó đã đã hoạt động đây là đây là kiểm tra JavaScript và đến đây là chúng ta kiểm tra jQuery đúng không bởi vì tại sao bởi vì nếu mà chúng ta đã có có những cái từ đô la này nó chạy đúng thì có nghĩa là chúng ta đã có jQuery rồi. Đây là đây là các lệnh của jQuery này. Nếu mà không có jQuery cài đặt đúng thì những cái này nó không thể không thể alert được cái cái lệnh này. Vậy thôi và còn à, à, muốn à, chẳng hạn muốn dùng Firebug thì chúng ta ấn vào đây. Và bây giờ chúng ta thử đánh uh, alert hai chữ t xem nhé. Xem khi ta chạy với Firebug thì nó nói cái gì. Refresh ở đây chúng ta không thấy một cái gì cả, nhỉ? đây này, oh, oh, refresh, alert, đây này, đúng không? chúng ta có thể uh, cho cái chương trình nó chạy, ví dụ bắt đầu từ script này là chúng ta có thể bắt thể bắt đầu có thể chạy, đây là cái đây đây là cái màn hình của Firefox và với cái Firefox đã cài đặt, đây chúng ta nhìn thấy hình con bọ đây này, và chúng ta có thể uh, refresh chúng ta nhìn thấy là khi mà um, chạy cái chương trình này thì bắt đầu nó lập tức nó chui vào đây ngay nó thực thi ngay bởi vì cái này chúng ta bẫy khi mà các cái document đã được lót thì bắt đầu nó chạy cái này và tiếp theo thì chúng ta đặt tiếp con trỏ vào đây và chúng ta chạy từng bước một đây là tôi hướng dẫn cách chạy từng bước một và chúng ta có thể ấn vào đây và chạy tiếp xem nào console chúng ta có thể xem console và chúng ta nhìn thấy uh, alert ờ it, it nó là đây, đây là lỗi của của dòng này này, nhìn chúng ta nhìn thấy không? Đúng không nhỉ? Và chúng ta sửa lại và chúng ta chạy lại cái ch chương trình này refresh ở đây thì chúng ta thấy là nó có thể chạy uh, chúng ta chúng ta refresh và chúng ta thấy là nó có thể chạy qua được tất cả. Refresh lại nhé. Refresh. tóm lại chúng ta cũng có thể có nhiều lệnh ở trong cái tôi có thể đưa thêm vài lệnh khác chẳng hạn nó true đây vân 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 và nếu có lỗi ở lệnh nào thì nó sẽ báo như vậy thôi và chúng ta tôi refresh và tôi chạy từng bước thí dụ chúng ta giả sử như là chúng ta refresh ok ok và chúng ta cũng có thể đưa các cái, ấn vào đây để uh, chạy, để để uh, gọi là, là là stop, break đấy, là có break point, và chúng ta chạy nhé, đó, và thì thí dụ ở trong cái đoạn code của mình có rất nhiều lệnh thì chúng ta có thể dò dò từng bước một và chúng ta có thể watch những cái giá trị, giá trị ở đây. Những cái này thì bắt nếu mà chúng ta đã biết rồi thì nó lại giống như các cái chương trình khác thôi. Vậy cái video này tôi chỉ nói thế là chúng ta biết cách làm thế nào để dò. Đầu tiên tôi nhắc lại này. Khi làm việc thì có cái thói quen tốt nhất là chúng ta thử xem JavaScript chạy chưa. Sau đó chúng ta thử xem jQuery chạy chưa bằng những cái lệnh như thế này. Những cái lệnh rất đơn giản và rất là khó sai. Thì chúng ta thử sau đó thì chúng ta dùng nếu mà cái chương trình của mình phức tạp và cái scripting của mình nó phức tạp thì chúng ta đưa các cái lệnh dừng ở đây để kiểm tra sau đó dùng cái watch này để kiểm tra các giá trị của các cái biến trong quá trình nó chạy và như thế là chúng ta sẽ biết bắt đầu ở đâu thì là chương trình sai và đến đâu là chương trình vẫn còn đúng, được chưa nhỉ? Vậy ở đây là đây là cái điều rất quan trọng và à, nếu chúng ta mới bắt đầu với JavaScript thì nó sẽ rất khó bởi vì nó debug của nó debug của javascript cũng là một cái vấn đề so thank you very much for watching and see you next time